Rồi anh Tăng ơi, em xin chào anh nha. Ấy chuyến rồi thì có hứa anh đi ngoại chơi, nhưng mà hôm nay bác sạn cho bên Cà Mau Bạc Liêu tới 36 con. Rồi ngày mai là mình bên Cà Mau bắt tiếp 20 con nữa, mà bây giờ em chắc không đếm được rồi. Bây giờ em quay cho anh đi. Thì hồi năm rồi anh bắt của em là 40 đó. Bây giờ anh bắt thêm 20 cái với năm cũng được. Bây giờ mình coi sơ lược cho anh nghe, rồi chút phải 6 giờ rưỡi rồi em gửi xe Hòa Hiệp, rồi anh coi anh nhận hàng anh Tăng. Bây giờ anh đặt là 20 cái với năm cũng được. Bây giờ em quay trước cho anh con này là 4,5 kg là con cái nè. Đó. Con cái khủng nè, con cái 4,5 kg. Nó dài cái tới ngoài này đùm tay em luôn nè. Đó. Vừa tay luôn, ăn cái 40,5. Thì anh em mình thì làm ăn thì tin tưởng với nhau, thì năm rồi anh bắt bên em, thì bây giờ anh luôn phát triển tốt thì anh bắt thêm nữa thì em cảm ơn. Rồi bây giờ con cái này là 3,2 kg, con đực vàng này á là 3,5 kg nè, nó dài lắm, nó nằm này nè, đực vàng 3,5 kg. Con cái này là cái đen 3,2 kg đó, nó vậy đó, là 20 con cái, 5 con đực. Con mình em quay khó quá. Rồi ở bên đây là con cái đang nằm luôn đó, con cái đang nằm thùng cái đó. Rồi ở đây là con đực này là 5 kg. Con đực này nè là gần 5 kg nè. Đó, đực vàng gần 5 kg. Nó dài khủng khiếp luôn đó. Dài khủng luôn. Tại con mình em cầm máy có quay đó. Con đực vàng gần 5 kg. Con cái này là cũng 3,5 kg, cái đen cũng bông trắng, đừng cho nó đừng có trùng huyết. Đó là một cặp. Vàng cái khá bông trắng, thì em quay sơ lược qua thôi. Rồi một chút 6 giờ rưỡi xe nó chạy, xe Hòa Hiệp chạy thì em gửi cho anh, rồi em không đi ngoài chơi được, không thông cảm. Còn con cái này bữa em nói anh nè, con cái này con cái 4,5 kg mà nó dài 1,4 nè, giờ nó nằm thùng, cái đuôi nó dài phủ cái lồng luôn đó, nó phủ vòng cung cái lồng luôn. Còn con cái này là 3,8 kg. Cái này cái mặt gấu. Cái này mặt gấu là 3,8 kg. Đó, anh thấy khủng khiếp chưa? Tròn nó như vậy đó. 3,8 kg. Còn con đực này á là 5,5 kg. Đực này là đực khủng. Dài khủng khiếp luôn. Đó, 5,5 kg. Con này cũng 1 thước mấy nha anh, này cạnh đuôi nè, anh thấy không, bắt tay luôn thấy không đó. Rồi được 5,5 kg đó, để em chọn cho anh là nó không đồng huyết. Rồi đây con cái này cũng gần 4 kg luôn nha anh Tăng, em quay sơ lược cho anh coi đó. Rồi khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ là đóng thùng, anh gửi xe Hòa Hiệp cho anh đó. Rồi đây. Đây con cái này là 5 kg. Ngày mai em khối sạn hàng qua cả Bạc Liêu Cà Mau nữa, cho nên em không gan chơi được, thông cảm. Cho nên em kẹp kỳ quá trời đây. Đó, con cái này 5 kg là 5 kg nè. Mà không biết anh thấy rõ không, thông cảm nè, tại vì nó quá trời nó tối rồi. Em nuôi chuồng thì nằm trong tối vậy đó. Rồi gần là 5 kg là 1 cái. Rồi ở trên đây. Ở đây con cái này 4,2 kg. 4,2 kg. Đó, anh thấy không? Nó dài khủng khiếp luôn à. 42. Cái này mà bà chồng này vừa ngoại chắc cỡ 1,5 tháng, 2 tháng nữa là lên giống nha anh. 42.
này. Thằng này cũng 4 kg luôn, tại nguyên đợt 7 lứa đó. Này 4 kg luôn. Đó, anh thấy nó dài khủng khiếp chưa? Đó, 4 kg luôn đó. Nè. Anh thấy không, khách hồn trên tay. Mời không? Em gửi cái đợt trồng này cho anh này, mới mốt là làm trại nó đẻ là ngon lành luôn. Rồi cái này con đực. Đực này 3,5 kg, đực tơ, đực này làm cho đực móc lai Hà Nội nè. 3,5 kg. Đực tơ luôn. Đó. Cái máy của em không có đủ năng lượng cho nên em quay nhanh nhanh nhưng mà nó không có được, để xem được. Rồi, đây con cái whip. Con cá này cũng 4,5 kg luôn. Nè, khủng khiếp luôn anh. Anh Tăng. Bây giờ khoảng chừng anh hồi em cho thì anh có số xe rồi, anh coi điện xe đi rồi anh nhận hàng nha. Khoảng chừng 6,5 kg là anh chuyển ngoại đó. Cái này em quay sơ lược cho anh coi rồi em chuyển đi đó. Khi nào anh xuống anh chơi chứ giờ em đi không được rồi. 5,5 kg. Con đực. Ý như ý đây, con đực reo, đó con cái luôn. Này cũng là con cái. Con cái này là 5,6 kg. Cái này bữa em có quay cho anh coi rồi đó. 5,6 kg. Đó, anh thấy khủng khiếp chưa? 5,6 kg. Đây, đuôi nè. Thấy khủng khiếp chưa? Em gửi bài tròn này ngoài anh làm giống này như ý luôn anh Tăng ơi. Đó. Thì anh em mình tin tưởng với nhau thì chiến rồi anh có vô bắt rồi thì đợt này anh không vô thì anh cứ gửi xe thì em gửi xe cho anh. Thì còn đây còn con cái nè, cái này nằm sọt được 3,5 kg nè. Bên đó được gấu. Đó, được gấu nó đang nằm đó đó. Được cái gửi cho anh luôn. Đây là tổng hết tương là 2 chủ con cái, 5 con đực. Đây. Con cái clip nữa đây anh Tăng. Cái này cũng gần 4 kg nha anh. Gần 4 kg luôn đó, sắp sửa lên giống hết trơn rồi đó. Nói chung chồn này là chồn đầu chó đó, nó lớn con dữ lắm. Gần 4 kg luôn. Rồi đây có một con cái quýt. Con cái này là 6 kg. Thì anh kêu gửi cho anh con lớn, anh gửi cho anh nè. Đây con cái là 6 kg. Khủng khiếp chưa anh đâu. Con cái là 6 kg. Đó. Cái bài trâu này em gửi cho anh làm giống là như ý luôn. Đó, cái gần 6 kg. Cái máy em nó dùng được ít quá. Nào đổi máy khác, máy này quay chút xíu, không cho quay nữa. Đây một con cá nữa. Cái này 3,8 kg. Cái này 3,8 kg đây. Đó, cạnh đuôi chào bá đó. 3,8 kg. Rồi bây giờ quay thêm cái con cái 3,5 kg bên đây nữa, bên đây nữa. Đây con cái này, con cái này 3,5 kg. Thấy vàng đó, anh thấy không? 3,5 kg. Đuôi cũng chà bá luôn đó. Không biết rõ tại em vừa cầm máy vừa quay, anh thông cảm nha. Thì đây là em chuẩn bị gửi cho anh là 2 chục con cái, 5 con đực đó. Rồi bữa anh kêu anh gửi con đực cho anh là 7 kg, bây giờ em gửi con đực anh gần 8 kg luôn. Chơi rồi nó ngoài nó nhảy cầm bậy mấy con này. Con đực này là gần 7, gần 8 kg. Đứng cái bích cái chuồng ở trơn luôn rồi. Nè anh thấy không, nó chưa có già con cu nè. Nó còn cái chân giá đó, mà tao chắc chỗ xíu đó. Con này là 7,8 kg nha anh Tăng. 7,8 kg. Nhảy cầm bầy là ngon lành luôn. 7,8 kg. Rồi. Rồi giờ em chắc này là em đang sẵn hàng rồi. Đóng thùng rồi chuẩn bị đi giao cho anh để 6,5 kg xe nó chạy rồi. Thôi em chào anh Tăng nha. Ba anh Tăng nha. Ba anh Tăng nha. Chào anh Tăng. Rồi có nhận hàng nha anh.